Anh chị và các bạn thân mến, nói là huyền thoại đầu tư Warren Buffett mà cũng thua lỗ thì thực sự là có tin được không? Nhưng đó là sự thật mà tôi phải nhắc lại với anh chị em và các bạn là thua lỗ ngắn hạn thôi, thua lỗ trong năm 2018. Và trong cái buổi chia sẻ, trong cái buổi nói chuyện của ngày mùng 4 tháng 1 năm 2019 đầu năm, có một phiên giảm điểm khá là mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ tối qua và sáng sớm nay thì cái ảnh hưởng đó thì đang kéo dài và lan rộng sang thị trường chứng khoán khu vực châu Á, khiến Nikkei cũng giảm mạnh khoảng 3%. Chè dư tiểu hậu, nói chuyện chém gió thế giới, tự dưng thì một cái ông gọi là nông dân tài chính mà ngồi ở xó nhà, đây xó nhà, một quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, chém gió nói chuyện với anh chị em và các bạn và lên án hay gọi là chỉ trích, thì thực sự là đó là điều không nên. Và thực sự chúng tôi không muốn nói câu chuyện này để hàm ý là bêu xấu hay là đá xéo tỷ phú gọi là huyền thoại của rất nhiều người, nó gọi là fan hâm mộ của rất nhiều người, đó là tỷ phú đầu tư tài chính Warren Buffett, một trong ba tỷ phú giàu nhất thế giới. Thì năm 2018, đầu 2019 thì cũng có thua lỗ, và cái thua lỗ này thì nó được gọi là những cái thua lỗ ngắn hạn thôi. Người ta bảo thì thời gian thì sẽ trả lời tất cả. Thì cái phương pháp và cách thức đầu tư của tỷ phú tài chính Warren Buffett thì là dài hạn, thì trong vòng một vài tháng thì không nói lên điều gì. Và đặc điểm nữa thì với tỷ phú này thì gần như là đầu tư không không vay mặc zin, không có vay nợ, nên là cái câu chuyện mà ngắn hạn lỗ chút chẳng vấn đề. Tất nhiên chúng ta nói chuyện để thấy rằng là trong ngắn hạn thì cái việc thua lỗ là hoàn toàn bình thường. Tuy vậy thì chỉ là cái câu chuyện là chúng ta giải ngân như thế nào và chúng ta có vay nợ mặc gì hay không. Còn nếu như mà cái tư duy ban đầu mà là đầu tư dài hạn và không 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 gần như là không 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 vay nợ mặc zin, thì cái câu chuyện này thì nó cũng chưa thể là cái đáp án cuối cùng được. Vì vậy thì theo một cái số cái thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở trên cái danh mục của tỷ phú Warren Buffett, thì hiện tại thì tỷ lệ cao nhất trong các cái cổ phiếu mà danh mục của cái công ty của ông Warren Buffett thì cao nhất là chính là Apple. Thì chúng ta sẽ nói xoay quanh cái câu chuyện Apple thôi. Trong 3 tháng trở lại đây thì dưới cái khủng hoảng tài chính của Mỹ trong ngắn hạn, có thể được gọi là một cái đợt gọi là điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ, thì Apple cũng không nằm ngoài cái xu hướng giảm điểm. Và chỉ trong 3 tháng gần đây thôi thì Apple đã giảm tới 38,42%, và trong phiên tối ngày hôm qua thì giảm 10%. Thì như những cái báo cáo gần đây chúng tôi cập nhật với anh chị em và các bạn, thì thực sự là cuộc chiến thương mại đã gây ảnh hưởng tới Apple, vì cái câu chuyện là thị trường Trung Quốc thì tẩy chay, nên trong cái báo cáo về dự báo tăng trưởng doanh thu của Apple thì có đưa ra cái thông tin là sẽ khả năng là sẽ suy giảm về doanh thu của Apple. Và cái việc suy giảm này thì nguyên nhân chính là đến từ thị trường nước ngoài và đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Chỉ mới như vậy thôi, chỉ mới có vậy thôi mà thị trường đã cướp đi của Apple 38,4%. Chúng tôi không biết rằng là tỷ phú Warren Buffett thì mua cái cổ phiếu này ở cái mức giá vốn trung bình là bao nhiêu, bởi vì thực tế thì hiện tại trong danh mục của ông Warren Buffett thì cổ phiếu Apple chiếm cái tỷ trọng là 25,79%. Và chiếm đâu đó cái tổng cái vốn mà đầu tư vào cái cổ phiếu này là khoảng 56,994 triệu đô, tức là khoảng gần 57 tỷ đô la Mỹ. Thì với mức mà đầu tư như thế này được gọi là đầu tư rất là lớn,
Tuy vậy thì nhiều người sẽ có đặt một câu hỏi là nghe nói là tỷ phú này không bao giờ đầu tư vào công nghệ. Thưa với anh chị em và các bạn thì đây là công ty công nghệ tiêu dùng, thưa anh chị em và các bạn. Và tỷ phú này chọn vào công ty này là có thể là băn khoăn ở cái lĩnh vực là công nghệ, nhưng mà ông này hiểu được rằng là đây là một doanh nghiệp tiêu dùng, tức là hàng tiêu dùng, nên là tỷ phú này đầu tư rất lớn trong năm 2018. Thì nghe đồn đoán thì tỷ phú này mua Warren Buffett, ông mua Warren Buffett mua với cái cổ phiếu này với cái mức giá vốn trung bình thì khoảng đâu đó $150 một cổ phiếu. Và trong phiên tối ngày hôm qua thì giá cổ phiếu này đã về tới mức $142.19 một cổ phiếu. Và theo cái đồn đoán và cái thông tin dự báo thì có thể là ông Buffett trong ngắn hạn đã lỗ ở cổ phiếu này với mức là $8 trên một cổ phiếu, tức là tương đương đâu đó khoảng gần 6%. Và tính toán kỹ thì tỷ phú này đã lỗ khoảng gần hơn $3 trillion trên cái cổ phiếu này. Thì nếu mà nhìn ngắn hạn như vậy thì chúng ta có thể khẳng định ngay một câu là đến huyền thoại đầu tư chứng khoán cũng còn thua lỗ sặc máu. Và nếu như mà thực sự mà tính trên một cổ phiếu trong cái danh mục 48 cổ phiếu của tỷ phú Warren Buffett thì đây là một trong những cổ phiếu đem tới cái khoản lỗ tính về giá trị là lớn hàng đầu, lỗ tới $3 trillion trên cái tổng vốn hóa là 57 tỷ. Thì thực sự là nếu với một số nhà đầu tư lướt sóng mà gặp phải tình trạng lỗ 6% như thế này và cái giá trị mà lỗ tới $3 trillion như thế này thì chắc là phải gọi là dùng một cái từ hơi thô một tí, gọi là té đá ra quần đấy. Nhưng mà thực tế thì có lẽ là chưa thời gian thì trả lời tất cả thôi, cũng chưa biết nên như thế nào. Nhưng mà trong cái buổi trao đổi chia sẻ chém gió nói chuyện đầu ngày của phiên giao dịch ngày 4 tháng 1, trong lúc thị trường đang khá là chán nản, thị trường thế giới giảm, Việt Nam cũng quay đơ, phá đáy 880 thiết lập trước đó và giảm sâu hơn. Thì về cơ bản là cơ hội dài hạn thì chưa, chúng tôi sẽ có một video nói về câu chuyện là khi nào để bắt đầu chúng ta có thể xem xét mua, gọi là mua test, mua retest thì sẽ có, anh chị đón xem trên kênh. Còn hôm nay thì chúng ta gọi là uống cà phê, chém gió, nói linh tinh, không có ý nào là gọi là phê bình, chỉ trích gì cả. Bởi vì các cái khoản đầu tư của tỷ phú này thì là nó đôi khi có những khoản đầu tư nó kéo dài tới cả 20-30 năm. Mới một vài tháng mà có thể kết luận thì thực sự là không thể nói lên điều gì đâu. Nhưng mà chúng ta cứ nói, bởi vì chúng ta nói để chúng ta rút cái bài học kinh nghiệm. Là nếu như mà cái phương châm, cái kinh nghiệm và cái thực sự là cái cách tiếp cận của mua bán nó sẽ đem đến những cái khoản lỗ ngắn hạn. Nhưng mà cái tiếp cận mà mua bán mà đi, chúng ta bắt gọi là tiếp cận với cái việc đầu tư dài hạn thì cái việc lỗ ngắn hạn thì hoàn toàn bình thường. Chứ mà ý chúng tôi muốn nói rằng là nếu là đã đầu tư dài hạn, lỗ ngắn hạn là hoàn toàn bình thường. Và đặc biệt là gặp những cái thời điểm như cái thời điểm hiện tại, tức là có thể coi được gọi là khủng hoảng tài chính. Và nếu như xét trên thị trường Trung Quốc thì thực sự là khủng hoảng tài chính. Còn nếu thị trường Mỹ thì được gọi là điều chỉnh thái quá. Điều chỉnh thái quá, thực ra nó điều chỉnh thái quá, tức là trước đó thì nó tăng thái quá, thì bây giờ nó điều chỉnh lại thái quá thôi, không có gì cả. Thì cái chuyện lỗ ngắn hạn là bình thường, hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Nhiều người thì cũng lầm tưởng rằng là doanh nghiệp này thì Coca-Cola là tỷ lệ cao nhất. Thực ra thì không phải, mà là Bank of America, là ngân hàng Mỹ mới là tỷ. Trước khi có cái cổ phiếu Apple mới mua trong năm 2018 thì danh mục của tỷ phú huyền thoại đầu tư tài chính Warren Buffett thì nhiều nhất phải là ngân hàng Mỹ, Bank of America. Thứ hai thì phải mới tính đến là đó là ngân hàng Wells Fargo, rồi sau đó thì mới đến Coca-Cola. Thì thực ra chúng ta nhầm rằng là Coca-Cola là nhiều nhất. Có là Coca-Cola là một trong những khoản đầu tư là lâu đời nhất của tỷ phú này thì có, chiếm cái tỷ trọng khoảng đâu đó là Coca-Cola chiếm khoảng 8,36%, thưa anh chị em và các bạn. Còn Wells Fargo thì chiếm khoảng 10,52%, Bank of America thì chiếm 11,69%. Vốn hóa cụ thể thì là khoảng $26 trillion cho Bank of America. Wells Fargo thì khoảng $23.2 trillion. Còn Coca-Cola là khoản đầu tư lâu đời nhất của tỷ phú này, với cái mức vốn mà đầu tư vào là khoảng $18.4 trillion. Còn một công ty thứ ba nữa là cái công ty cái thực phẩm, công ty này là công ty The Kraft, thì nó nằm ở khoảng đâu đó 8% thôi.
Đây là một trong hai công ty thực phẩm, một là Coca-Cola, hai là công ty, đây là công ty bánh kẹo, thì nó chiếm đâu đó khoảng tầm 17,9 tỷ đô và tương đương với khoảng 8,12%. Thì chúng tôi vừa cho anh chị em và các bạn tham khảo qua cái danh mục của tỷ phú Warren Buffett, nhà đầu tư tài chính huyền thoại, một trong ba người giàu nhất thế giới. Thực sự là ông này đứng cái vị trí nhất thế giới trong nhiều năm luôn đấy, chứ không phải là gọi là nhất bình thường đâu. Chỉ gọi là luôn luôn thay thế giữa Bill Gates và Warren Buffett, hai người bạn già với nhau, thường xuyên chơi bài poker với nhau. Như vậy thì chúng ta nói chuyện thêm về cái câu chuyện là Apple, thì chúng ta đây là một cái đề toán, cái bài toán, và cũng là một cái câu chuyện dài trong 10 năm sắp tới. Chúng ta sẽ theo dõi kỹ cái khoản đầu tư này của tỷ phú này, xem là sẽ lời hay sẽ lỗ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn ở cái biên là khoảng 5 năm, chứ còn nhìn trong vòng có 3 tháng gần đây khẳng định ngay là ông Buffett huyền thoại đầu tư lỗ thì không đúng và nó sai bét. Và tôi nhấn mạnh lại lần nữa là đến tỷ phú, đến huyền thoại đầu tư tài chính, đến người giỏi nhất thế giới còn lỗ trong ngắn hạn, thì anh chị và các bạn nếu chọn đúng cổ phiếu nhưng mà sai thời điểm thì cũng lỗ trong ngắn hạn như thường. Do đó nên đừng có băn khoăn và đừng có buồn vì cái câu chuyện là nếu như ta mua mà chẳng may chúng phải thời điểm mà thị trường nó xấu, hoặc là chúng phải thời điểm mà điều chỉnh quá mức, hay là gọi là khủng hoảng tài chính ngắn hạn, thì chúng ta cũng lỗ là bình thường, không có gì hết. Đó là cái trao đổi. Và đặc biệt nữa là ông này cũng lỗ ở chỗ, tức là ông đã mua được giá vốn rất là thấp. Thực sự là cái đỉnh điểm cao nhất của Apple là iPhone chúng ta hay dùng đấy, rất sản phẩm rất là thông dụng mà chúng ta thường thấy, đó là iPhone chúng ta hay dùng, rồi những cái loại máy tính có cái thương hiệu quả gọi là quả táo căn dở đấy, thì giá đỉnh điểm của cổ phiếu này là 232 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, và thời điểm hiện tại thì còn có 142 thôi. Nếu nhà đầu tư nào mà mua phải cái vùng đỉnh từ 220 tới 230 thì nói thật, nói một câu thật là chân tình luôn, mặc dù ngắn hạn có thể gọi là nín thở, uống nước lọc cầm hơi, nhưng mà thật sự là có thể nói một câu là lỗ hơi nhiều, 38% thực sự là rất nhiều. Thì cũng để nói thêm cái câu chuyện này thì Trà Dư Tiểu Hậu nói thêm là thế giới nó cũng có thể giảm tới 40%, đừng mong Việt Nam mà bảo là giảm 50% đã là nhiều, quá thường anh chị em và các bạn. Apple, một cái thị trường tài chính gọi là hoàn thiện, được gọi là phát triển như Mỹ, cũng còn giảm tới 38%, còn giảm 38%. Và trong cái danh mục mà của tỷ phú Warren Buffett thì cũng có những cổ phiếu là giảm hơn 38% luôn anh chị em và bạn. Đây tôi cập nhật trong 3 tháng gần đây á, thì Apple là cao nhất, sau đó thì đến Liberty Latin American thì giảm 31% thôi. Nhưng mà trên thị trường á, thì có những cổ phiếu giảm sâu hơn 38% đấy anh chị em và bạn. Có đấy, anh chị em và bạn cập nhật đi, sẽ biết. Và thực sự thì nó không nằm trong danh mục của tỷ phú này nên tôi không biết. Đó là như vậy. Mà nói thêm anh chị em với bạn một cái điều nữa, một cái chia sẻ nữa, đó là người ta, anh chị và các bạn thường hay nói rằng, hay chia sẻ rằng là tiền không bao giờ ngủ, tiền chỉ chuyển từ kênh đầu tư này sang kênh đầu tư khác. Thưa với anh chị em và các bạn, nói như vậy là chưa đủ. Tiền nó còn biết tự sát nữa đây anh chị em và các bạn. Tiền nó biết tự sát, nó biết uống thuốc độc và nó còn biết thắt cổ nữa. Tại sao tôi nói như vậy? Là bởi vì thế này này, cái người chủ của cái đồng tiền á mà bắt nó gọi là làm cái việc không đúng, tức là đầu tư sai vị trí, gọi là sai nơi, nắm giữ cái tài sản không đúng chỗ, thì nó mất tiền thì tôi gọi nó là tự sát, nó mất bớt đi là gọi là tự sát, gọi là uống thuốc độc ấy. Và đặc biệt là có nhiều người bảo là trong điều kiện mà khó khăn thì nên tìm cái kênh nào đầu tư. Bản thân có một câu trả lời rất là rõ ràng với anh chị em và các bạn luôn, về bản chất tiền nó có thể tự lo cho nó không cần thiết lúc nào cũng phải chui vào một cái kênh đầu tư nào đó, hay là nó cũng không cần thiết phải chui vào một cái túi, một cái tài sản nào đó. Và theo cái nhận định dẫn lời của gọi là bố già của phố Wall Việt Nam là ông Nguyễn Duy Hưng SSI, thì năm 2019 năm 2020 là cái giai đoạn mà cái lĩnh vực mà gọi là đầu cơ tích trữ tài sản sẽ là một trong những thứ mà bị ảnh hưởng nhiều nhất.
lĩnh vực mà có thể ưu tiên đó là lĩnh vực kinh doanh và sản xuất, ví dụ như là kinh doanh dịch vụ cà phê, ăn uống, nhà hàng, dệt may, da giày hay là bán lẻ bán buôn gì đấy. Đó là lĩnh vực có thể vẫn được hưởng lợi và duy trì. Giáo dục và y tế sẽ được duy trì. Còn lại các lĩnh vực liên quan tới đầu cơ tích trữ. Đầu cơ tích trữ tức là tài sản ấy, đầu cơ tích trữ tài sản ấy là coi chừng là vỡ mồm. Đây là tôi dẫn lời của sói già phố vua của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Và đó cũng là cái lời kết cho cái video chém gió đầu ngày mùng 4 tháng 1. Thực ra là ngồi nói chuyện, nói về cái sự thua lỗ của một nhà đầu tư huyền thoại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Berkshire Hathaway, ông Warren Buffett. Đến đây là kết thúc. Xin gửi lời chào và mong anh chị em và các bạn đầu tư trong năm 2019 có lời. Và nếu không tìm được kênh đầu tư nào thì tiền mặt sẽ là vua. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.